Mến chào các bạn đến với một bài giảng mới của ETV. Trong video hôm nay, mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn các liều thực tế bệnh viêm tai giữa, bệnh cũng khá phổ biến và hay gặp tại nhà thuốc của chúng ta. Như hình giải phẫu này, bạn cũng có thể thấy tai giữa của chúng ta nó nằm phía sau màng nhĩ, nên có thể nói rất là kín đáo, hiếm khi mà bị các tác nhân như vi khuẩn xâm nhập một cách dễ dàng được. Thông thường do bị bệnh nguyên phát trước mới dẫn tới là viêm tai giữa. Ví dụ như là các bệnh đường hô hấp trên như là viêm mũi son, viêm họng hay là viêm amidan thì tai mũi họng thông với nhau, nhưng do điều trị các bệnh đường hô hấp trên không triệt để thì các dịch nhầy chứa nhiều vi khuẩn mới bắt đầu xâm nhập lên tai thông qua vòi nhĩ gây ra tình trạng viêm thì đã gọi là viêm tai giữa. Về nguyên nhân gây bệnh, như mình đã nói, thông thường bộ ba tai mũi họng thông với nhau nên thông thường sẽ cùng chung các loại vi khuẩn như là Staphylococcus pneumoniae, Pseudomonas hay là Haemophilus influenza và cũng có thể là Moraxella catarrhis. Nói chung mấy cái tên dài thon lon như này không cần nhớ làm chi cả. Bạn chỉ cần nhớ đó là một con vi khuẩn gram dương và con này là một vi khuẩn gram âm. Nhớ vậy được rồi ha. Các bạn đã xem phổ vi khuẩn thì các bạn hãy xem lại dược lý phản kháng sinh mà mình đã đăng tải trên kênh YouTube ETV nha. Ngoài nguyên nhân là vi khuẩn thì cũng có thể nguyên nhân là do virus và vi nấm xâm nhập vào ống tai. Ví dụ như là bơi lội hay là đi ráy tai không bị chảy máu và bị lây từ dụng cụ ráy tai dẫn tới là viêm tai ngoài, làm thủng màng nhĩ dẫn tới là viêm tai giữa. Về triệu chứng của bệnh viêm tai giữa, mình chia làm 3 giai đoạn để các bạn dễ dàng chẩn đoán. Thứ nhất, đó là giai đoạn sung huyết. Thứ hai là giai đoạn ứ mủ. Và cuối cùng là giai đoạn vỡ mủ. Thường giai đoạn sung huyết là giai đoạn mới bắt đầu vi khuẩn tích tụ nên đau tai sẽ ít và chỉ sốt nhẹ, và cường độ đau tai và sốt cao hơn khi chuyển qua giai đoạn ứ mủ và hình thành mủ. Giai đoạn này thường có thêm triệu chứng đó là giảm thính lực, bùng tai và rất đau. Lúc này chưa có dịch mủ chảy ra ngoài tai nha các bạn. Vì viêm tai giữa nằm sau màng nhĩ nên mủ không thể nào thoát ra ngoài tai được. Và các giai đoạn 1 và giai đoạn 2 này mình chỉ dùng đường uống toàn thân, chứ dùng dung dịch nhả tai từ ngoài vào thì cũng không có tác dụng gì cả, vì bị ngăn chặn bởi màng nhĩ, thuốc sẽ không đi vào ổ bị viêm được, trừ khi là màng nhĩ bị thủng và thoát dịch ra ngoài. Lúc này sẽ chuyển sang là giai đoạn 3, đó là vỡ mủ. Khi vỡ mủ thì lúc này triệu chứng đau và sốt sẽ giảm dần, nhưng tình trạng mủ sẽ chảy ra ngoài tai và rất là hôi. Vì thủng màng nhĩ nên một bên tai sẽ không còn bùng tai mà sẽ chuyển sang là nghi kém hoặc là nặng hơn là điếc một bên tai. Khi một bệnh nhân tới nhà thuốc có triệu chứng đau, nhức tai, sốt thì để phân biệt được đó là viêm tai ngoài hay là viêm tai giữa thì điều đầu tiên ta nên hỏi bệnh nhân là thời gian và tiền sử bệnh. Ví dụ như là trước đó có hay đi bơi lội hay là có thường xuyên đi ráy tai hay không, hay là trước đó đau tai đã bị mắc một trong các bệnh viêm đường hô hấp hay không ha. Thông thường thì bệnh viêm tai giữa sẽ khởi phát sau các bệnh viêm đường hô hấp trên. Điều thứ hai ta hỏi hoặc là ta giặt tai ra, ta khám luôn ha, ta khám bệnh nhân luôn là xem tình trạng có dịch mủ chảy ra ngoài tai hay không. Thông thường dịch mủ của viêm tai giữa rất là thối và rất là nhiều, chảy ồ ạt ra. Còn viêm tai ngoài thì nó cũng giống như là mọc bụt nhọt hay là trài xước như ngoài da, dẫn tới là viêm mà thôi, nên mủ ít hoặc đôi khi là không có. Thông thường bệnh viêm tai ngoài do vi khuẩn tụ cầu vàng Staphylococcus aureus thuộc vi khuẩn gram dương và có tiết ra beta-lactamase để đề kháng thuốc. Vậy công thức cắt liều cho bệnh viêm tai giữa này cũng như thường lệ, đó là thuốc điều trị nguyên nhân cộng cho thuốc điều trị triệu chứng và kèm theo đó là thuốc điều trị hỗ trợ. Để điều trị nguyên nhân, ta có một số thuốc nào mà vừa tiêu diệt được vi khuẩn gram dương và vi khuẩn gram âm thì dược sĩ của mình cũng chỉ chẩn đoán mà thôi, chứ nếu muốn biết được con vi khuẩn gram dương hay là vi khuẩn gram âm thì phải lái mũ đi làm xét nghiệm kháng sinh đồ mới biết được. Mà đôi khi bệnh viện lớn mới có, chứ bệnh viện thông thường hay là bệnh viện tuyến huyện hay là phòng khám nhỏ cũng không có đâu. Một số kháng sinh vừa tiêu diệt được vi khuẩn gram dương và vi khuẩn gram âm
đó là nhóm beta-lactam kết hợp với là chất ức chế. Mình lấy đại diện đó là augmentin, cephaloperin thế hệ 2 và thế hệ 3, trừ là cefixime ha. Nhóm maralic, nhóm newiralone, đây là một số thuốc mà mình kể hay dùng thôi ăn. Thì newiralone là quá tuyệt rồi, nhưng mà thuốc thuộc dạng nằm trong kiểm soát đặc biệt và không nên lạm dụng, trừ khi điều trị thất bại các thuốc khác thì chúng ta mới nghĩ tới, nên y dược tử vi cũng không ưu tiên sử dụng. Lựa chọn đầu tay vẫn là nhóm beta-lactam. Nếu bị dị ứng thuốc thì mới nghĩ đến đó là nhóm maralic. Thì cũng tùy theo là viêm tay giữa đang ở giai đoạn ứ mủ hay là vờ mủ, hay là viêm tay giữa mạn tính, và còn tùy thuộc theo là trẻ nhỏ hay là người già, phụ nữ mang thai mà chúng ta xét đến lựa chọn kháng sinh như thế nào để cho hợp lý. Điều này mình nói rất rõ trong khóa học nâng cao. Trong phạm vi video ngắn hôm nay, y dược tử vi sẽ cắt liều bệnh viêm tay giữa cấp tính với tình trạng là chưa vờ mủ, mới chỉ tình trạng ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thôi ha. Lựa chọn của mình đó là cephaloperin thế hệ 3, đại diện là Cipdini ha. Vừa điều trị được chứng viêm, bao gồm sưng, nóng, đỏ, đau, kèm theo sốt, thì điều trị sưng viêm thì nhóm corticoid là lựa chọn số 1 rồi. Còn alpha chymotrypsin thì không nhầm nhò gì hết cả. Và để giảm đau hạ sốt thì mình dùng paracetamol. Và thuốc điều trị hỗ trợ thì nếu bệnh nhân có tiền sử dạ dày thì ta cho thêm một viên PPI để điều trị. Vì riêng y dược tử vi sẽ cho kháng viêm mạnh và liều dùng mạnh. Và tất nhiên mình sẽ không nói liều dùng bao nhiêu rồi, vì chắc có lẽ dân tình cộng đồng mạng anti-fan y dược tử vi sẽ ném đá cực gắt lắm đó. Thông thường sẽ là một viên methylprednisolone 16mg một viên buổi sáng ha. Và bổ sung thêm vitamin để tăng cường sức đề kháng. Còn về việc nhỏ tay kháng sinh và corticoid tại chỗ thì ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 này thì vô nghĩa, vì bị màng nhĩ ngăn chặn nên thuốc sẽ không thể nào đi vào được ổ viêm. Nếu là viêm tai ngoài thì mới dùng ha. Nhưng cho dù là chưa vợ mũ nhưng vẫn bán thêm là nước muối sinh lý hay là oxy dài cho thêm bệnh nhân để cho họ rửa sạch sẽ mà mình lại có thêm tên doanh thu ha. Và viêm tai giữa rất hay tái phát lại, vì ngay hốc giữa này luôn tồn tại các dịch nhầy và không thể nào thoát ra ngoài được do nằm phía sau màng nhĩ. Cho dù là đã điều trị kháng sinh sạch vi khuẩn, nhưng khi dịch nhầy này gặp yếu tố thích hợp như là các bệnh viêm đường hô hấp trên hay là do sức đề kháng kém thì rất có khả năng ổ viêm sẽ bị tái phát trở lại. Nếu bệnh nhân mà tái phát nhiều lần, ta nên khuyên bệnh nhân đến chuyên khoa khám, và đôi khi bác sĩ sẽ họ chích rạch lá ổ muỗng bên trong tai ra ha. Điều này đã sai tầm với dược sĩ của chúng ta rồi. Đây là lượng thuốc tham khảo mà y tử vi đưa ra. Bây giờ mình sẽ tới một tiệm thuốc khác xem họ chọn đón và họ bán thuốc như thế nào ha. Và các bạn đừng quên bấm nút like tương tác với y dược tử vi nha. Ơi, lấy em mấy ngày thuốc rồi, em bị đau tay nhiều quá. Tay có bị sốt không? Có, em sốt nha. Sốt thì tay nó thấy có chảy dịch đâu. Không, em không có chảy dịch, em chỉ đau với sốt thôi. Không có chảy dịch hả? Trước đó em có bị bệnh gì về hô hấp? Trước khoảng tuần em có bị mẹ uống ngắn ngày rồi hết rồi mẹ. Đau mấy ngày rồi? Tay đau mấy ngày? Gần tuần rồi chị. Có đau có sốt. Vậy lấy 5 ngày nha. Năm ngày hết lắm chị ha. Nếu không hết thì em chừng như tháng nhưng không muốn sẽ thử không có tái phát lại, còn em bác sĩ đã điều chỉnh thôi để cái này đó tái đi tới lại là ảnh hưởng là nghỉ kêu ai tránh ăn dầu mỡ rồi mà mấy cái chất kích thích đồ cứng. Năm ngày chị. Nhiêu tiền hả chị?
cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi thì các bạn hãy đăng ký subscribe channel EGTV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.